Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tại Hưng Yên, dự thảo tăng học phí đang là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều cha mẹ học sinh bày tỏ quan điểm đồng thuận với chủ trương nhưng cần thực hiện hợp lý, tránh tạo gánh nặng áp lực, nhất là thời điểm giá các mặt hàng tăng trong thời gian gần đây. Có hai con đang học bậc tiểu học và trung học cơ sở nên anh Nguyễn Văn Phát, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ rất quan tâm đến vấn đề tăng học phí. Những ngày này, ngoài việc nghiên cứu dự thảo mức tăng học phí, anh Phát còn thường xuyên trao đổi, bàn luận với các vị phụ huynh khác. Con em chúng tôi được thừa hưởng cái dịch vụ từ giáo dục, chúng tôi phải là người những chi trả cái dịch vụ đấy. Việc tăng và điều chỉnh học phí theo lộ trình là một sự cần thiết và rất là khách quan. Từ cái học phí mà thu được thì phụ huynh chúng tôi cũng mong muốn là có cái sự tái đầu tư lại, đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc thiết bị để phục vụ cho quá trình dạy và học của nhà trường và nâng cao chất lượng giảng dạy học tập được tốt hơn. Trước khi kết thúc năm học, tất cả các trường học trên toàn tỉnh đã tổ chức họp với cha mẹ học sinh phổ biến và lấy ý kiến về dự thảo tăng học phí của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một số trường tỷ lệ đồng thuận cao như trường trung học cơ sở Thanh Long, huyện Yên Mỹ 95% đồng ý, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhuế Dương, huyện Khoái Châu là 100%. Dù đồng thuận với chủ trương nhưng phụ huynh cũng góp ý việc tăng học phí phải thực hiện sao cho hợp lý và hiệu quả. Phụ huynh học sinh thì cũng thực sự là cũng có nhiều những cái băn khoăn, cũng có những cái ý kiến trái chiều. Thế nhưng mà sau khi mà được phân tích đấy và phụ huynh học sinh cũng hiểu là cái việc tăng học phí đây là rất là cần thiết đấy và là tất yếu. Thế cho nên nhìn chung thì đa số phụ huynh cũng đã hiểu và chia sẻ và đồng thuận với chủ trương. Theo tôi được biết thì bây giờ là các cái doanh nghiệp rồi là các cơ quan nhà nước thì đều tự chủ về kinh tế nên là cái việc tăng học phí và thu đóng học phí là cái chuyện tất nhiên rồi, là sẽ phải làm. Thế nhưng mà có điều là theo nên là làm mức là từ từ, không bị đột ngột quá. Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục toàn diện, phát huy phẩm chất năng lực người học, hoạt động dạy và học không đơn thuần là dạy kiến thức mà còn trang bị nhiều kỹ năng, tăng cường trải nghiệm thực hành. Với mức thu học phí như hiện tại không đủ để các trường mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức giáo dục. Tôi nghĩ rằng cái việc thu học phí của học sinh là một cái hình thức xã hội hóa giáo dục. Rất là nhiều năm trở lại đây thì học phí không hề tăng. Trong khi đó, giá cả để mua sắm cơ sở vật chất ngày một tăng, đời sống của nhân dân cũng ngày một nâng lên. Vì thế, tăng thu học phí đối với học sinh là một xu thế tất yếu. Quy định mức thu học phí với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục sẽ được trình bày, thảo luận và quyết định tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17.